mình đi vào chợ nha anh chị ha. Ở đây anh chị thấy có một cái bảng đỏ là khu vực cấm tụ tập buôn bán à. Đồng xin chào anh chị và các bạn. Đây là hình ảnh giờ tan ca của khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân. Trước mặt anh chị đó là xa lộ để hàng. Những chiếc xe đò sẽ chạy về hướng về An Sương đó anh chị. Phía sau lưng xin đi là An Lạc. Bữa nay là ngày cuối tuần thứ 6. Và xin đi cũng muốn cập nhật gửi anh chị những hình ảnh tan ca. Mấy hôm nay thì giá xăng thì cũng giảm, bây giờ là 1 lít 29.670, tương đương đô là 1,29 đô 1 lít xăng. Nhưng mà về vực giá tiêu dùng thì cũng chưa giảm anh chị. Lý do là nó tăng giảm với một thời gian rất là ngắn. Nên chính vậy, hy vọng rằng nó sẽ giảm nữa thì giá tiêu dùng nó mới xuống. Thì công nhân thì luôn luôn lúc nào cũng tăng ca, cuộc sống thì nó khó khăn. Những chiếc xe bus chở công nhân về Bình Dương nè, Long An và một số rất lớn người công nhân đi xe đạp nè, ta ở trọ gần đây. Và với video clip này Sunny cũng cập nhật cái không khí một cái chợ, một chợ đồng giá, ví dụ dĩa rau hai đó, họ bán bằng dĩa, dĩa cá, dĩa rau khoảng 10.000, có chợ thì 5.000, mua cho lẹ đó anh chị. Đó, những chiếc xe bus rời khu công nghiệp sau một cái giờ làm việc thật sự là vất vả. Và chúng ta bắt đầu cập nhật gửi anh chị hình ảnh này nha. Đó, xe bus dài dài bên trong nè, khu công nghiệp. Đây là cái khu giày da may mặc của công ty Đài Loan anh chị. Nó có tên là Bon Trang, một cái công ty với số lượng công nhân rất lớn. Xe bus thì cứ đi. Đó, công nhân nè. Sau thời gian làm việc vất vả, bây giờ chúng ta qua đường chúng ta cập nhật những hình ảnh nha. Những chiếc xe đẩy bán bí bán bầu. Đây bán mừng. Bây giờ thì họ bằng loa đó anh chị. Bây giờ thì khoảng 5 giờ rưỡi anh chị ha. 5 giờ rưỡi. Cứ mạnh này thì cứ lo thôi. Đó. Xe nào thì lo xe đó, thì dưới kia thì cái chợ mới đông nè anh chị. Giờ này bắt đầu tan ca nè. Đường nè. Đường nó mờ mờ, ý là bụi đó anh chị. Bụi á. Công nhân bắt đầu tan ra. Ở đây bên đây thì bên kia là xe bus, còn bên đây là xe gắn máy. Đây là một cái công ty có lượng công nhân lớn nhất Sài Gòn. Bên kia là xuống hầm anh chị. Hầm chui qua bên xa lộ Đại Hàng, bây giờ gọi là quốc lộ 1A. Đa số là nữ thôi, nữ ta đi may mặc. Công nhân bắt đầu đua ra, ở đây là bán quần áo may sẵn. Chỉ có là buổi chiều là đông nhất thôi anh chị. Bạch, 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 bạch.
lựa lựa rau. Khu vực này bán quần áo anh chị. Khu vực này bán quần áo. Cứ kéo dài trên cái lề đường đó, người ta ghé người ta mua. Rồi, tới kia có một cái chợ, chợ Đồng Giá. Cái cầu vượt kia là cái cầu vượt mới sau này thôi. Nó xuất phát từ cái khu vực con đường tỉnh lộ 10 nè, rồi con đường Trần Văn Dào, Trần Đại Nghĩa, để đổ về một cái khu dân cư tên Lửa Vành Đai Trong. Nó là có mang tên là cầu số 7. Đó, quần áo anh chị 35.000, anh chị thấy một bộ đồ là có chỉ có 35.000 thôi. Giá rẻ bất ngờ. Đồ công nhân mà bây giờ thượng vàng hạ cám đủ các giá. Đi vào chợ nha anh chị ha. Đây là một cái chợ tự phát thôi anh chị. Rất là nhiều chợ trong cái khu này. Yeah.
chốt. Một dĩa. Năm ngàn một dĩa, giá rẻ anh chị ha. Bán ở đây là bán thịt. Đó. Bán rau. Đó. Ghé lại mua bó rau về xào. Đó, người ta bán bồng bí ngon quá. Bồng bí về mua xào thổi là hết ý anh chị. Táo đường sổ 10 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn, 3 gồng, bao mập. Táo đường sổ 10 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn, 3 gồng, bao mập. Trời ơi, có mưa rồi đó. Ký cam sành mình thị thấy rẻ bất ngờ không? Rồi cá dậy đành đạch sống nè. Đó. Cá ba sa. Con đường này thì nó kéo dài chị. À, song song với con đường này là xa lộ Đại Hàng mé bên tay trái. Quay lại anh chị ha, quay lại mình sẽ đi một vòng xuống hầm để băng qua bên xa lộ Đại Hàng mé bên kia, còn mé bên trái á, là chúng ta vào khu dân cư tên lửa Vành Đai Trong, bên phải là xa lộ Đại Hàng. Đây là một cái chợ thì nó tự phát anh chị, chính vì có khu một cái công ty bon sen của khu công nghiệp Tân Tạo nè thì nó mới tự phát thôi. Và cái chợ này tự phát thì cũng có được mười mấy năm rồi, từ lúc có công ty. Và khu vực này nhà trọ thì cũng rất là nhiều đó, nguyên cái dãy nhà trọ đó. Một số người đi bộ là họ gửi xe gắn máy gần đây, hoặc là họ trọ ở đây. Khu vực này là nhà trọ nhiều lắm. Và giá cả thức ăn ở đây cũng rẻ anh chị. À, có khoảng 10.000, 10.000, 10.000, 5.000 thôi. Đó, trời bắt đầu chuyển những cơn mưa lập bợp rồi. Hy vọng là đừng mưa để Sunny quay hết cái video clip này để gửi tới anh chị và các bạn. Bắt đầu công nhân, giờ này 5 giờ rưỡi trở đi là công nhân bắt đầu tan ca.
tan sở làm, mà bây giờ cái từ gọi là tan tầm đó. Trời ơi, xe hơi thì vào đây thì cũng hơi khó đây. À, xe hơi không biết quẹo như thế nào, vào đây là vướng luôn, đông lắm. Bán ớt một sâu 20.000, mà ớt giờ ít nuôi không anh gì, ít nuôi không à. Ở đây anh chị thấy có một cái bảng đỏ là khu vực cấm tụ tập buôn bán, à, khu vực cấm tụ tập buôn bán vì cuộc sống thì thôi, à, bất chấp luôn. Bây giờ dẫn anh chị mình đi xuống hầm nha anh chị ha. Trời bắt đầu chuyển những cơn mưa rồi, trời âm u. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, à, lúc nào cũng có nhiều gam màu khác nhau. Bây giờ thì có một số người ra làm tan sở làm, tan đi xuống building ha, tan máy với bộ đầm đẹp rồi đi ăn bạc ti. Cũng có một số người bây giờ cũng phải là vất vả chạy về nhà cơm nước ở nhà trọ. Xuống hầm là anh chị nghe giống như cái tiếng là giống như cãi lộn nha anh chị ha. À, xin im lặng để anh chị nghe cái tiếng rao của cái loa nè, nghe rần rần luôn á. Rồi chúng ta quẹo xuống đây nha anh chị. Oh, yeah.
chuối. Người ta bán mớ mớ gì 10.000 thôi. Về hướng chợ Bà Lát, cầu Bà Lát. Thôi xin đi quẹo lại nha anh chị, quẹo lại để về cái khu dân cư Tên Lửa Vành Đai Trong. Đó, chợ ở đây nó kéo dài luôn anh chị, khu vực này luôn nè. Đó thì vài hình ảnh để gửi anh chị cái coi cái cảnh giờ tan ca như thế nào, thì đối với cuộc sống Sài Gòn thì nó có những cái hình cái này cái kia, cái giàu cái nghèo, cái chưa được và cái đã được, để gửi gì những cái gì đó, cuộc sống muôn màu giờ tan ca của công nhân. Mong cái clip này gửi tới anh chị để anh chị thấy Sài Gòn là thế, có những cái điểm này, có những điểm kia để chúng ta cùng tham quan. Xin đi muốn ghi lại những hình ảnh này gửi anh chị và các bạn, rất vui thực hiện cái clip này. Và tất nhiên cuộc sống thì lúc nào cũng phải là cố gắng anh chị, mong rằng mọi chuyện tốt đẹp nhất, sức khỏe nhất sẽ đến với cô chú anh chị và các bạn. Ở trong đây là cái chợ nữa nè, chợ rất lớn, chợ Bà Hôm mới đó anh chị, khu vực này chợ Bà Hôm mới. Và xin đi lớp cái clip này ở đây để ủng hộ kênh, thì anh chị nhớ đăng ký kênh hoặc là chia sẻ với bà con coi cái giờ tan ca ở cái vùng ven như thế nào anh chị ha. Rồi thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những cái video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.